Phía trước cách 300m là biển nha anh chị ha. Khu đất này thì nó cách biển chỉ 300m thôi. Thì đây là toàn bộ cái bãi tắm Lộc An nha anh chị. Rất là đẹp ha. Anh chị thấy cát rất là mịn. Bãi này nó rất là trong nha. À, phía trước là biển ha. Đây, anh chị thấy đẹp không? Buổi chiều mình ra đây mình đi thể dục hay buổi sáng này. Đây. Còn khu đất của mình nó sẽ về phía trước ha. Đây là toàn bộ cái khu đất này. Mình chạy thẳng khoảng chừng 400m là nó ra ngay đường ven biển anh chị. Con đường mà mình đi Hồ Tràm, đi Hồ Cốc, Bình Châu. Thì đây ra Hồ Tràm nó chỉ 5 cây thôi anh chị. 5 cây thôi ha. Đây người ta làm nghỉ dưỡng rất là nhiều này. Đây bán cà phê làm những cái hôm tay ở đây khá là ok. Thì cái khu đất này nó có hai đường vào nha anh chị. Một đường vào bên này nữa này. Đây khá là đẹp, đây gió biển anh chị. Đấy. Đây là những anh chị người ta về người ta làm này, rất là đẹp ha. Mình ra đường ven biển mình kẹo phải là nó đi ra Hồ Tràm. Còn kẹo trái là đi về Sài Gòn ha. Đấy. Đây chúng ta có thể thấy cái đường ven biển nha. Đây mình chạy thẳng nó ra ngoài kia ha. Đây là đường xuống bãi tắm luôn nha anh chị. Đấy. Xung quanh người ta làm nghỉ dưỡng, làm cà phê này. Đó. Mình chạy thẳng nó ra xuống bãi tắm luôn nha. Bãi tắm phía trước, lát nữa chúng ta sẽ đi xuống đó. Thì đất nó cách cái bãi tắm chỉ khoảng 300m thôi. Anh chị thấy không? Đây người ta làm nghỉ dưỡng rất là nhiều này. Bây giờ tôi đi vào đây một chút xíu cho anh chị xem ha. Buổi chiều nó hơi nắng nha. Đây có quán cà phê khá là đẹp. Khu này nó rất là hiếm đất nha anh chị. Những cái đất mà ở ngay ngay biển nó rất là hiếm nha. Thì đất nó có hai cái đường vào anh chị. Mình đi đường này là nó vào bên hông này. Tất cả những cái bức tường mà anh chị thấy người ta xây này, là những cái chỗ mà người ta đã mua được, người ta để dành người ta làm ha. Anh chị thấy biệt thự ha. Đây. Tại vì buổi chiều nó nắng anh chị thấy vậy thôi nha. Sau lưng cái đồi cát này anh chị là đường ven biển nhá, đường đi Hồ Tràm mà Bình Châu. Ở đây buổi sáng thì anh chị có thể đi xe đạp ra Hồ Tràm, còn thích thì bạn tắm ở ngay bãi biển ở ngay đây luôn ha. Đi bộ xuống thôi. Đây anh chị người ta về người ta làm rất là đẹp. Tít tít tít. Đây thì đi vào cái khu đất nó nằm đây này anh chị. Đây. Nguyên cái khu đất nằm đây này. Đó, biển ở phía đó luôn ha. Đây. Tại vì ở đây nó rộng có cả hecta nên là mình quay bằng không có flycam quay nó rất là khó xem anh chị. Anh chị chịu khó ha. Đấy. Đấy, đường này là con đường bên hông này, trong này thì nó có rất là nhiều thửa nha anh chị. Và mỗi thửa sẽ có diện tích khác nhau anh chị, 1.000m, 3.000m, 4.000m ha. Hoặc là anh chị có thể mua nhiều thửa. Ở đây thì quy hoạch đất ở hết nha. Thì có thửa có thổ cư rồi, có thửa chưa. Toàn bộ khu đất bên này nè anh chị, đó. Ở đây chúng ta có thể nghe tiếng biển nha. Nghe tiếng sóng biển anh chị. Đó. Cực kỳ đẹp ha. Giá cả thì liên hệ. Liên hệ để biết chi tiết nha. Trong này anh chị người ta làm nhà vườn à. Rất là đẹp. Đây. Ta làm về đây người ta nghỉ ngơi. Đây đến. Thửa này thì 1.000m², có 75m thổ cư rồi. Người ta đã xây hàng rào và trồng dừa trong đó rồi. Đây anh chị mua thì mình chỉ về mình làm thôi ha. Đây thửa này anh chị. Đây là những anh chị người ta về người ta làm này. Rồi mình đi ra. Mình chịu khó xem chút nha, chịu khó xem để mình biết nó như thế nào. Đây. Rất là đẹp anh chị. Mình đi ra thì khu đất nằm bên tay phải nhé. Đây là toàn bộ khu đất này, con đường bên kia thì nằm bên kia. Thì ở phía sau tôi sẽ để cái Google Map ha. Anh chị nhìn anh chị sẽ thấy ngay. Ở đây anh chị đi về thành phố Vũng Tàu nó khoảng 20 cây, đi ra Long Hải nó khoảng chừng 12-13 cây ha. 12-13 cây. Còn mà mình đi về Hồ Tràm thì khoảng 5-6 cây gì đó. Đi xe đạp ra được. Đi Hồ Cốc thì xa hơn một chút. Rồi đi về Bình Châu cũng vậy ha. Tất cả những khu này mai mốt người ta làm hết anh chị. Đó, ngày xưa nó chỉ là những cái đồi cát anh chị. Những cái đồi cát, những cái bãi đất trống, những cái đầm lầy. Mà bây giờ nó đẹp như thế này ha. Có bàn tay con người và nó đẹp ngay.
Những cái đất nền là các thứ đất sao mà ở ở những cái nơi bình thường á, anh chị có thể tìm mua rất là dễ. Đấy. Nhưng mà đất ven biển anh chị tìm mua rất là khó ha. Đây. Đây cà phê nghỉ dưỡng. Đây nghỉ dưỡng ra đây cà phê ha, bên kia là bộ đội ha. Cái tòa nhà bên kia là bộ đội. Đấy, làm những cái mô hình như thế này rất là đẹp này. Đó, thấy chưa? Đó. Đấy, những anh chị này là những anh chị tiên phong này, người ta về người ta làm này, rất là đẹp ha. Đấy, bên này là đất của quân đội. Đấy. Rất là đẹp. Đây là ngã ba trước đất này. Đó. Ngã ba trước đất ha. Đấy, có mấy quán cà phê đây ha, anh chị nhớ nhá. Mình làm không cần làm nhiều đâu anh chị. Đấy. Mình chỉ cần làm như vậy này là đẹp rồi này. Đó. Làm như anh này này, đẹp rồi ha. Đó, đây đi xuống biển thôi, đây thấy biển rồi. Đây, cái mặt bên này của khu đất đây này. Đây, nó sẽ có con đường vào ha, ngay chiếc xe cứ chạy vào. Đây, do nghe là nghe rõ biển rồi ha. Bây giờ mình sẽ đi xuống biển nhé. Đất cách biển chỉ đúng 300 mét thôi ha. Anh chị làm nhà nghỉ dưỡng, làm hôm tay các thứ rất là ok luôn. Đây, sáng là đi bộ ra là tắm biển luôn nha. Đây là đường xuống biển. Mà biển đây là biển bãi tắm luôn nha anh chị. Đấy, nó mới đập, nó mới hiếm là hiếm ở chỗ đó ha. Chứ còn biển cá, biển thường thì nó lại lại bình thường ha. Đây là biển tắm luôn, bãi tắm luôn anh chị ha. Đấy, phía trước anh chị là bãi tắm Lộc An nha. Bãi này nó rất là trong và rất là sạch. Thì ở đây nó còn hoang sơ anh chị. Ở đây người ta không khai thác du lịch nên nó còn khá là hoang sơ. Đấy, hoa muống biển này, đấy, đồi cát này, đẹp chưa? Rất là đẹp ha. Đó. Đây là một cái bãi tắm. Và ở đây sẽ có con đường ven biển nha. Đấy, con đường nó chạy dọc bờ biển đấy, khoảng chừng cây số gì đó anh chị. Đấy. Nhiều người sẽ không biết biển Lộc An nha anh chị. Nhiều người sẽ không biết. Ở đây dân địa phương thì mới biết thôi. Đấy, bạn nào thích đi du lịch kiểu phượt ha. Đấy, thì mình sẽ ra đây này, đất ở phía trước. Biển rất là trong. Ở phía bên kia là Novaland ha, Hồ Tràm ở bên đó. Novaland Lộc An rồi Novaland Hồ Tràm. Cát ở đây nó rất là mịn này. Đấy, anh chị thấy chưa? Cát đây rất là đẹp ha. Đấy. Đấy, đất đẹp luôn. Mình sẽ đi xuống bãi tắm. Anh chị có thể nghe tiếng gió ha. Đấy, biển rất là sạch nha anh chị. Biển cực kỳ sạch luôn. Tại vì biển này không khai thác du lịch nên nó rất là sạch. Cực kỳ sạch. Chúng ta sẽ đi xuống biển nhé. Bãi cát này nó thoải thoải tắm tốt nha. Bên kia là cầu tàu. Cát rất là mịn anh chị. Kỳ mịn luôn. Đấy. Cát mịn lắm này. Đây. Rất là mịn ha. Cát sạch. Này, bãi này thoải thoải anh chị thấy chưa? Đó. Nên anh chị mua đây làm du lịch rất là ok. Đấy, rất là ok ha. Đây, bãi cát thoải này. Bạn nào thích như làm hôm tây nghỉ dưỡng thì về đây ha. Chỉ có Lộc An hoặc là Bình Châu anh chị mới có thể mua được đất ở gần bờ biển thôi, rất là hiếm nha. Chứ không phải muốn ở bờ biển là mua đâu. Như ở bên Vũng Tàu thì phải cả trăm tỷ mới mua được khoảng chừng 1.000 mét ha. Phải cả trăm tỷ, chưa tới 1.000 mét. Nhưng ở đây thì chỉ có đâu đó trên dưới chục là được rồi. Sóng biển này, biển rất là trong, rất là sạch. Biển Lộc An. Tôi sẽ review rất là chi tiết để cho anh chị nào mà có nhu cầu mà mua mà làm thì nó thuận lợi ha. Mình biết được chi tiết mình có đi lên làm hay không. Biển Lộc An.
Rồi anh chị nào cần thì cứ liên hệ nha. Tất cả các thông tin thì anh chị sẽ liên hệ với tôi cung cấp cho. Tại vì bởi vì trong video thì nó quá là dài ha. Anh chị cứ bốc máy lên alo. Đấy. Trên video nó rất là dài, nó làm rất là mất thời gian. Nhiều anh chị thì không thích xem dài. Biển đẹp, trong, rất là đẹp. Đấy, Nova Hồ Tràm họ làm cách đây một đoạn này. Cách đây khoảng, ở đây chúng ta có thể thấy đây. Cách đây khoảng chừng chưa tới một cây số ha. Ở đây chúng ta có thể thấy cái cẩu họ làm kia kìa. Đấy, Nova Land. Biển rất là trong, nó còn sạch hơn bên Long Hải với Vũng Tàu nhiều anh chị. Đấy. Đấy, đất chúng ta thì ở xe phía trước đó ha. Rồi anh chị nào cần thì cứ liên hệ. Anh chị nào xem thì đăng ký kênh nha. À, bên kia là Long Hải kia anh chị. Long Hải, đèo nước ngọt, Vũng Tàu sẽ nằm ở hướng kia. Bây giờ chúng ta sẽ chạy từ vị trí đất, chúng ta chạy ra ngoài đường ven biển để cho anh chị biết được cái vị trí và cái đường ra vào nó như thế nào. Đấy, phía tay trái anh chị là quân đội nha anh chị. Đất tộc quân đội. Đây mình chạy ra đường ven biển 400m thôi. Thì anh chị nào quan tâm thì sẽ gọi điện hoặc là nhắn tin Zalo thì tôi sẽ cung cấp thông tin đầy đủ sổ sách các thứ cho anh chị. Vì một số lý do mà tôi không thể đưa cái sổ sách lên đây anh chị ha. Rồi anh chị thông cảm, anh chị thật sự quan tâm thì mình cứ liên hệ. Đấy, trong này thì đã tách ra rất là nhiều thửa rồi, 1000m2 rồi 2000, 3000 ha, 4000 gì đó, rất là nhiều thửa. Đấy, đất thì là quy hoạch đất ở hết luôn. Ra đây anh chị rẽ trái là đi về Sài Gòn này, rẽ phải là đi ra Hồ Tràm này. Đấy. Anh chị cần thì tôi sẽ cung cấp chi tiết cho. Rồi, chào anh chị ha. Anh chị xem thì nhớ đăng ký kênh.